Hà Nội Đại Nhật Vũ xin kính chào tất cả các bạn. Mình chính thức giới thiệu đến các bạn một video về con Denon MX11. Có một số video mình ghi là clip demo, có nghĩa là mà hàng về thì mình tranh thủ mình hoặc nhân viên làm một clip ngắn test nhanh các chức năng và chất âm ngoại hình mang đến cho khách để có thể khách có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Còn những video clip chính thức thì sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn và đi sâu hơn về phần thông số kỹ thuật vân vân. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình nhé. Con này là con MX11, một cái dòng cao cấp của hãng và đời khá cao nên nó đã bỏ cái MD đi rồi. Lúc này chỉ còn CD. Và đặc biệt dòng này thiết kế ngoại hình rất là hiện đại, tối giản và có cổng USB 1.0 kết nối với máy tính trực tiếp làm sao kẹt. Có nghĩa là nếu các bạn gắn một cái sao kẹt rời vào máy tính thì mình cái này trong cái máy này có tích hợp một cái sao kẹt. Và các bạn chỉ cần gắn ngõ USB 1.0 kết nối với máy tính thì nó sẽ tự nhận trên máy tính và không cần dùng driver gì hết. Một cái kẹt Burbrow Japan. Đây, mà nó là cổng tên là USB. Đó, chỉ cần các bạn bật qua tính năng này thì hiển nhiên là sẽ kết nối với máy tính, không cần qua bước nào nữa hết. Chỉnh bass chép 10 cộng trừ 10 nha các bạn. Và super bass on off. Rồi chúng ta test cổng ok, cổng USB đi trước đi. Nó giải mã âm thanh chất lượng rất là tốt. Dấu chân kỷ niệm thật ký hai đứa mình, Phương Anh. Của Phương Anh. Các bạn có thể thấy thiết kế loa lõm vào bên trong và không có để lại cái mũi loa, thiết kế rất là đẹp. Bass 14, bass này nó căng mạnh, lực đánh nhanh rút nhanh. Một cái dòng loa này được cải thiện khá là nhiều cái vận về phần cái âm trầm. Bass đánh nhanh gọn dứt khoát nhưng mà rất là lực. Và đây, cái thùng loa này nếu mà kích thước của nó là tương đồng với dòng MG33 nha các bạn, nhưng mà nó cải thiện một chút về củ từ ở bên trong và cái mạch phân tần cùng với cái thiết kế màn loa. Còn thùng loa là khá giống MG33. Còn cái mặt trước thì thay đổi khá nhiều, các bạn đã thấy rất là tối giản và rất là đẹp. Mặt phay nhôm sáng kiểu nhôm xước các bạn, và các nút đều bằng nhôm hết nên nó cho ánh lên rất là đẹp. Đặc biệt hàng về cũng rất là mới, PC Audio In nè các bạn. Đó, chỉnh bass chép trên đầu cũng vẫn được, và trên điều khiển full chức năng điều khiển học nha các bạn. Nắp mặt phay nhôm, nắp nhôm vân vân. Ở phía sau thì được trang bị vách bắp chuối rồi.
Và đây, cổng mà nãy giờ mình đang đề cập đến đó là cổng USB 1.0. Giật ra gắn vào đơn giản, cái dây này gọi là gì? Nó khá là tương đồng, cái đầu của nó thì là dây kiểu dây nguồn của máy in đó các bạn. Nhưng mà cái dây audio thì các bạn nên trang bị cho mình cái dây tốt hơn. Giá nó vài trăm ngàn cho tới trên 1 triệu cái dây, nhưng mà vài trăm là tốt lắm rồi. Còn dây máy in thì có mấy chục ngàn thôi. Còn cổng này ở phía trước nè, cổng 3.5 trực tiếp có nói điện thoại phía trước luôn. Cổng AUX ở phía sau, cổng 3.5 ra hai ngõ trắng đỏ bông sen. Còn 3.5 trực tiếp phía trước cũng có. Và chơi CD nha các bạn. Đây mình đang đĩa một đĩa bên trong rồi. Lossless, nhạc lossless. Play CD. Các bạn thấy không? Mình bấm bật của tắt bên này thì bên cái máy tính của mình nó sẽ ngắt. Chép khá là cao rồi nên không cần phải chỉnh nhiều. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Xuân nào thuở chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh chưng chờ trời sáng, đòi lấy những đôi má đào. Không về. Đây các bạn, cái phần thay đổi là về cái phần dách bắp chuối này nữa nè. Dách bắp chuối mạ vàng và cái phần thân ở ngoài là kiểu trong suốt, nhìn khá là sang, khá là hiện đại nhé. Còn dách bắp chuối mạ vàng nha các bạn. Mỗi loa 50W. 6 ohm 50W. Loa làm vuông vức từ trước ra sau rất là đẹp. Không để lộ cái phần gỗ thừa ra. Kiểu dách bắp chuối này rất là đẹp nha. Đúng là con này nó cải thiện cái phần dách nó nữa. Còn cái phần MG thì nó chưa được vậy. Âm rất là bén. Chép cao bắt đánh lực. Và bây giờ một bài guitar quen thuộc nha. Guitar quen thuộc đi. CD đọc tốt các bạn ạ. Màn hình còn rất là sáng đẹp. Đây chính bài 42 phút 37 giây. Chuyển qua lại cổng hồi nãy đi, cổng USB nè. Đó. Super bass mình chưa mở nha. Bây giờ mình mở super bass lên. Bật super bass lên nha, on, đó, khác rất là nhiều. SDB X11 này thể hiện khá là tốt nhiều thể loại nhạc. Và chúng ta nghe những bài
hòa tấu này với cái tiếng nhạc cụ khá là thấm nha các bạn. Chép rất là bén, bass đập thì rất là lực, nhanh luôn, đập rất là đã. Một cái bài nhạc tiết tấu nhanh, bass nhanh. Công suất con này khá là tốt so với một số dàn mini của Đài Nông đời trước nhé. MX11 là đời sau của con MX33. Buồn làm chia ơi, remix vừa rồi đã kết thúc bài test con đèn ông MX11 ngày hôm nay. Con này đời khá cao trong cái dòng đèn ông và là một cái dòng có cái âm chép rất là bén và âm bass đập cực đã. Dòng này thì thích hợp hơn đối với lại việc các bạn chơi điện thoại trực tiếp kết nối máy tính. Nó thiên về cái dòng PC. Ok các bạn. Các bạn nó dễ dàng chế thêm cái cổng 3.5 này kết nối với lại trực tiếp một cái USB Bluetooth hay là một cái box Bluetooth nhỏ để chơi Bluetooth từ xa. Con MX11 này là đời sau của con MX33. MX33 là đời trước, đời sau của con MG33. Đó, nó từng bước lùi lại về quá khứ. Và con này đời 2009-2010 nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên bấm like cho mình nếu cảm thấy thích video này. Và hãy tham khảo thông tin trên Facebook, Zalo, trên trang kênh YouTube của mình và thông số kỹ thuật giá thành đầy đủ ở bên dưới mỗi bài viết. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi.